Xin chào bà con các bạn nhé. Hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn một món ăn ngon bỏ rẻ. Đó là món trâu xào mì này cần ta các bạn ạ. Còn một món nữa các bạn, đó là mực xào mì này cần toái tây. Cái món này là rất là dễ ăn, ai cũng thể, ai cũng nghiện. Món hải sản tươi sống. Và bây giờ xin mời bà con các bạn bắt tay và làm với anh em tôi nhé. Ăn to này mà cái này là ăn nó đen đôi nhưng ăn ngon. Kiểu bây giờ là cái bà ấy bà cũng chết hết. Chẳng lẽ hốt rồi, chẳng lẽ hốt không có không mà. Sáu người sáu miếng gì mực dài thế à, Hạ Long đấy, cái này cái trần tới nó là nhìn con này giờ gọi thế là đúng mà cho tỏi vào cảm thấy cái mùi vị của bao nhiêu cái tỏi nó thơm lên, thì trong khi đó bao nhiêu ta lại bao nhiêu tiếp tục bao nhiêu ta bật to lửa. To lửa xong bắt đầu như là chảo cảm thấy có mùi vị rồi thì ta cho thịt vào. À, thịt này là của nó như thịt trâu ta phải thái nhưng mà cho thật đều và đầu tay và móng. Trong đó coi như khi thịt trâu coi như chuẩn bị xào ấy là ta chưa hết là ta phải cho coi như tương ớt này, gia vị vị trứng đổ vào trong nước và cho ta cho thêm một ít rượu vào đấy thì coi như cái nước thịt bắt đầu là nó mềm đi đấy. Cảm thấy vào đúng cái mùi vị của cái hương vị của cái thịt trâu. Tôi có nhu em cho phần rồi đấy, cho được phần rồi em cho thất vào. Khi vừa rau cần bắt đầu coi như là cảm thấy coi như là nó mềm mềm ra thì ta lại tiếp cho phải tay. Lúc đó là coi như là cái chảo thịt trâu này coi như là nó dậy lên một cái mùi coi như là đúng là thịt trâu coi như là xào rau cần và của nó cần tây. Em coi chưa? Của nó, thịt trâu của nó. Thôi chuẩn bị lên bát nhá, chuẩn bị lên bát xong nhá. Đầu thơm như bụng của nó. Trâu này coi như là hôm qua coi như là gia đình phải như cửa coi như ra tận vào thơm mua đấy. Thịt tươi nguyên. Ra đi mua thịt trâu xoại thôi nhưng bởi vì coi như là hết mùa rồi. Bớt nữa đi. Đúng thịt trâu rong bát này mới đúng kiểu đấy. Đấy, đúng kiểu. Con em là cái rong bát anh. Đúng rồi. Nhưng con em quê em là cái rong bát. Chứ cái rong đĩa là không ăn thua. Bốn này hả? Đâu là riêng thịt trâu là rong bát, coi như là cái nước với lại là cái ngoại. Đúng rồi. Con em là quê em là rong bồng bát. Anh Tung nếm rồi. Không, cứ phải nếm tài tận mà. Lấy mà. Không, uống.
Đây. Giờ gọi thế này đúng mày. Cái món mực này xào chín tới mà ăn giòn nó khá một cái vấn đề anh Trung à. Đấy. Cái này đây là một cái đại dương rồi, một cái đại dương rồi, từ sáng qua có công phong vật coi như là nay tổ chức vợ cho cháu giữa mấy ngày làm 15 mâm, gia đình làm 15 mâm. Tôi giới thiệu các bạn, nay là gia đình chúng tôi là cưới mấy ngày cho cháu nhé, cưới mấy ngày ở quê là gọi là chỉ có 10-15 mâm thôi, nay là ngày rất tốt. Đường ớt thì à, ớt thực phẩm. Sao ở Pháp là Hàn Quốc à? Lỗ Hàn Quốc mẹ Pháp. Thế thì có khi là hay ngồi mấy ông Park hàng sau. Không nhớ mua trong nốt thì qua là đa chắc chắc cho cái cháu mày. Canada chứ Canada rồi. Hôm qua. Quân ơi, giờ hát này cũng đi chưa xong rồi. Chưa. Chưa xong có mà nhường chỉ. Con nó có hết công ty này công ty khác chứ mà. Đây quên rồi. Mai không rồi hả? Vạn chứ. Bây giờ sao cháu định lấy công ty đĩa bún gì đấy. Gà đi. Một cây nó không trông không hình sự gì trên tàu mô tô. Đúng rồi, con tô thì nó có nước vào thì đúng, nó làm gì lại không biết. Đêm đấy là đĩa thì dài thì không đi dâng được thái đẹp đấy. Có vừa không ấy? Vừa, ngon rồi. Thế mà không có bàn tay vào thí nữa thì lỗ ăn ở bên đấy. Mẹ cái thằng lỗ ăn bên đấy cách thì 15-20 triệu một tháng mà lỗ nào không phải là chuyên đổ đấy đâu nào. Phong mình giờ sức Phong gì Phong nhưng Phong không sướng thì nhất cái xa này à? Cái quan trọng bây giờ cái gì ai mày có thời gian vất vả từ giờ mới sướng được tí chẳng hạn. Giờ tới tận nơi đấy cái gì món ăn rồi cho nó vất vả gì đấy cũng chán quá ăn vất vả rồi bây giờ về tận đồng ăn những đồ vất công nuôi con ăn học giờ nó trưởng thành rồi mình phải có nhưng mà có phải ai nuôi con ăn học mà được thành ra đâu. Đây thời đại này cái đứa học một tháng thì không có phải ai không có học có đi hết nhiều người cũng nuôi con làm cũng không thành đạt đều thành đạt hết mấy đôi đây không sao bình thường một đôi hai đôi ba đôi bốn đôi tám rồi hết vẫn vẫn lại hết được à hết hết cho hết đi hết đi để hết đi đúng không?
Chắc rồi đấy. Chắc rồi. Cháu không bỏ thì thôi được. Đấy. Nó cứ đứng chào mời uống nước. Dạ, nước ngoài đường. Đây là vợ cháu. Ông bà ngoại này ơi. Sao nó ở ngoài đấy. Cơm cả. Của đông đội đấy là biết là giờ đi ra đường là trong đấy là hết rồi là các ông luôn. Không một hai ba không? Không một hai ba hả? Một hai ba không? Rồi rồi rồi. Nó ngon đấy. Giới thiệu với mọi người đây là gà chính xác, là gà nhà nuôi lấy đấy. Nuôi lấy đấy. Gà nhà ăn chủ yếu. Gà lấy đâu ra gà ta, nhưng mà gà này nuôi ngô đấy. Hôm nay chương trình là anh chị có cơ cháu và sáu gà chúc 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 ch